Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay trở lại cái chủ đề làm audio chia sẻ về cách tự học Anh văn chuyên ngành. Đây có lẽ là một trong những cái câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều từ các bạn. Hôm nay để mở đầu cho chuỗi audio về tâm sự ngành y, thì mình cũng xin đúc kết chia sẻ cái hành trình mình tự học Anh văn chuyên ngành, cũng như là lý giải vấn đề vì sao Anh văn chuyên ngành luôn là cái nỗi trăn trở với sinh viên y khoa. Trong audio này, mình có 4 vấn đề trọng tâm muốn chia sẻ đến với mọi người. Vấn đề thứ nhất là giải mã cụm từ Anh văn chuyên ngành. Vấn đề thứ hai là hãy bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Vấn đề thứ ba là để đọc hiểu textbook chúng ta cần những gì. Vấn đề cuối cùng hay là vấn đề thứ tư là phác thảo quy trình tự học Anh văn chuyên ngành. Đương nhiên, Anh văn chuyên ngành là một cái mảng miếng rất là lớn thì mình không thể nào thâu tóm mọi thứ vào cái audio ngày hôm nay được. Cho nên nếu sau khi xuất bản cái audio này xong mà các bạn vẫn còn những cái vấn đề trăn trở về chủ đề này, hoặc là mình có những cái góc nhìn mở rộng hơn thì mình sẽ quay trở lại chủ đề này vào một dịp khác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề đầu tiên của audio ngày hôm nay là giải mã cụm từ Anh văn chuyên ngành. Tại sao mình lại đặt cái vấn đề này ra? Tại vì có rất nhiều bạn lầm tưởng Anh văn chuyên ngành với Anh văn thông thường. Thực ra gọi Anh văn chuyên ngành thì nó lại không chính xác, bởi vì thực tế cái thuật ngữ chuyên ngành không phải là tiếng Anh. Tức là một người Mỹ chẳng hạn, họ sử dụng tiếng Anh. Tuy nhiên nếu như họ không làm trong lĩnh vực y khoa thì họ cũng sẽ không hiểu được những cái thuật ngữ chuyên ngành này. Cho nên các bạn thấy các cái quyển textbook dạy Anh văn chuyên ngành mà Việt Nam hay tham khảo, cụ thể là hai quyển thường gặp. Một đó là Medical Terminology, hay là thuật ngữ y khoa. Cái quyển thứ hai là The Language of Medicine, hay là ngôn ngữ trong y học. Thì mình thấy là họ không hề sử dụng cái cụm từ Anh văn chuyên ngành y ở trong này. Chúng ta phải làm rõ vấn đề này để xác định được cái mục tiêu cần phải học. Nếu như mà một người họ lầm tưởng Anh văn chuyên ngành là IELTS thì họ sẽ lao vào học IELTS trong vô định, trong khi mục đích của IELTS là nghe nói đọc viết những cái văn bản thông thường, thường nhật trong cuộc sống. Nói tóm lại, chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất Anh văn chuyên ngành là một cái mảng miếng khác với IELTS. Cái vấn đề thứ hai là hãy bắt đầu mọi thứ từ con số 0 tròn chỉnh. Đây là cái phương châm hay là cái kim chỉ nam đối với chính bản thân mình. Nó giống như là một cái trong một cái bài hát nào đó mình không nhớ rõ nữa. Đại khái là gạt bỏ hết quá khứ, những lỗi lầm đã qua ha. Số 0 là cái điểm xuất phát phù hợp với tất cả mọi người. Tức là từ những cái người mù tịch Anh văn giống như mình trước đây, cho đến những người đã có chứng chỉ IELTS, tức là trình độ Anh văn tương đối tốt. Như vậy thì dù có là IELTS 5.0, 5.5, 6.0 hay là 0.0 thì chúng ta vẫn cùng chung một vạch xuất phát đối với Anh văn chuyên ngành. Để những bạn có nền tảng tiếng Anh tốt không có chủ quan, và cũng như để những cái bạn mà chưa có nền tảng tiếng Anh tốt thì họ không nản chí. Cho nên mình lựa chọn là chọn con số 0 là vạch xuất phát. Và thuật ngữ y học, thuật ngữ y khoa là cái ngôn ngữ sử dụng trong y khoa. Nếu như bạn nào đang có IELTS mà không tin vào những gì mình nói thì các bạn có thể thử đem cái kiến thức học IELTS đó để vào đọc textbook, thì các bạn sẽ thấy được cái lỗ hổng hay là chính cái vấn đề mà mình vừa đề cập. Đương nhiên ở đây mình đang nhấn mạnh là thuật ngữ nha, mình chưa có thảo luận về vấn đề đọc hiểu. Bây giờ vào vấn đề thứ ba là vấn đề đọc hiểu nè. Đây là cái mà có nhiều bạn rất chi là thắc mắc. Để đọc hiểu textbook hay là tài liệu chuyên ngành thì chúng ta cần những cái gì? Tại sao có nhiều bạn học thuật ngữ rồi nhưng mà cũng không đọc được sách? Tại sao có nhiều bạn IELTS rất là ok, thậm chí là điểm khá là cao luôn á, nhưng cũng không đọc được sách chuyên ngành? Theo góc nhìn và trải nghiệm của cá nhân mình thì mình đúc kết được có 3 vòng tròn quan trọng cần phải có trong đọc hiểu sách chuyên ngành bằng tiếng Anh. Cái vòng tròn đầu tiên là thuật ngữ y khoa. Cái vòng tròn thứ hai là ngữ pháp, và thông thường chúng ta hay chống chế và qua cái chứng chỉ IELTS. Cái vấn đề thứ ba, cái vòng tròn thứ ba đó là vòng tròn cực kỳ quan trọng nhưng hay bị bỏ sót, đó là hành động và luyện tập. Với vòng tròn thứ nhất là thuật ngữ y khoa, hiện tại ở Việt Nam thì mình thấy có hai đầu textbook hay được tham khảo mà chính bản thân mình cũng được học từ đó là Medical Terminology hay là cái quyển The Language of Medicine. Các bạn có thể chọn một trong hai. Mình sẽ cố gắng update cái link write của hai quyển sách này ở dưới phần mô tả, nhưng mà chắc có lẽ là nó sẽ chậm hơn so với cái thời điểm xuất bản cái audio này. Vòng tròn thứ hai là ngữ pháp, hay là các bạn có thể chọn học IELTS chẳng hạn. Và hình dung như thế này, ở nước ngoài họ sử dụng rất là nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, linh động trong cùng một chương sách, một quyển sách hay thậm chí là một môn học cũng có rất nhiều đầu textbook. Và mỗi tác giả thì sẽ có những cái lối viết sử dụng những cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Thì cái này chúng ta phải biết được đâu là liên từ, câu chủ động, câu bị động, mệnh đề quan hệ. Nói chung đại khái là những ngữ pháp cơ bản để phục vụ cho
việc hiểu cái cụm từ này liên kết với nhau như thế nào. Chính vì điều này cho nên những bạn mà chỉ có thuật ngữ thì lại không thể liên kết được câu, còn những bạn mà có ngữ pháp liên kết được câu thì lại không có thuật ngữ, nên nhìn vào thì thấy toàn từ lạ thôi. Còn cái vòng tròn thứ ba cũng là cái quan trọng nhất. Các bạn có thể chưa có vòng tròn số 1, chưa có vòng tròn số 2, nhưng các bạn phải có vòng tròn số 3 là bắt tay vào hành động và kiên trì luyện tập. Tuy nhiên hầu hết những bạn đang loay hoay tìm cách đọc anh văn chuyên ngành á, học anh văn chuyên ngành là tại vì sao? Tại vì các bạn chỉ lo tập trung tìm những cái mẹo, những cái tips để chống chế cho vòng tròn số 1 và vòng tròn số 2 mà thôi. Mình nói thật lòng, kể cả nếu như mà bạn nào đã có đủ vòng tròn số 1 và vòng tròn số 2 mà thiếu đi cái vòng tròn số 3 hay là thiếu đi sự luyện tập thì các bạn cũng không thể đọc được tài liệu một cách trơn tru được. Mình nhắc lại nha, sự kiên trì và luyện tập mới là chìa khóa của mọi vấn đề. Mình có thể chia sẻ cho các bạn cái cách để có thể tạm thời chống chế cái vòng tròn số 1 và vòng tròn số 2, tức là trong cái quá trình mà các bạn học để cải thiện kiến thức lấp đầy vòng tròn số 1, vòng tròn số 2 thì song song đó các bạn vẫn có thể bắt đầu tự đọc textbook được. Đối với thuật ngữ, nếu như bạn không biết thì hãy dùng Google. Ông bà ta có câu dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết thì tra Google. Thật ra nếu mà nói sinh viên y mà chưa từng tra Google thì chắc chắn là chưa thành thật với bản thân. Cứ ném cái thuật ngữ vào và thêm hai chữ là gì phía sau thì tự nhiên sẽ có thuật ngữ tiếng Việt, nó dịch tương ứng với cái thuật ngữ tiếng Anh mà mình cần tìm. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp chống chế, các bạn vẫn nên học thuật ngữ một cách nghiêm túc vì nó sẽ bổ ích rất nhiều về sau. Còn học thế nào thì chút xíu mình chia sẻ sau. Nếu như bạn nào thiếu ngữ pháp thì nhờ ông Google dịch. Ông Google dịch, ổng dịch thuật ngữ thì hỏng bét, nhưng mà được cái là ngữ pháp của ổng dịch khá là tốt, các bạn có thể tham khảo. Còn nếu mà Google dịch vẫn không thể hỗ trợ thì các bạn phải tìm đến những người anh, người chị, nói chung là đàn anh đàn chị á, để hỏi về cái câu đó hoặc cái cụm từ đó mình sẽ dịch như thế nào. Rồi, nhấn mạnh lại một lần nữa, bắt tay vào hành động và kiên trì luyện tập mới là cái điểm mấu chốt của vấn đề. Còn nếu mà bạn không tin, cứ loay hoay đi tìm những cái mẹo này nọ cái audio này nó sẽ không có ý nghĩa gì cả. Các bạn phải hiểu vấn đề anh văn chuyên ngành không phải là cái kỳ thi để chống chế cho qua môn, nó là cái mấu chốt để các bạn hội nhập quốc tế. Thành thử ra nếu như mà bạn vẫn mang trong mình cái tư tưởng là học nhanh, học mau, học lẹ để còn học cái gì đó khác thì đôi khi các bạn đạt được cái thành phẩm nó sẽ không được như ý đâu. Mục tiêu học anh văn chuyên ngành là để đọc được sách chuyên ngành. Rồi vấn đề thứ tư, trước khi khép cái audio ngày hôm nay lại thì mình sẽ phát thảo cái quy trình học anh văn chuyên ngành. Nghe qua thì có vẻ to tát nhưng mà thực ra thì phần này chỉ là cái phần tóm lược những cái vấn đề mà nãy giờ mình đã đề cập lại cho nó bao quát hơn thôi. Mình sẽ tạm chia ra thành 3 bước. Bước thứ nhất là học thuật ngữ. Thì các bạn có thể tải một trong hai quyển sách, chỉ cần một trong hai thôi, đừng có tham. Hoặc cái chủ đề là tham hay là ham hố đối với sinh viên á, nếu như có một dịp nào đó thì mình nhất định sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này. Vì bản thân mình trước đây cũng là cái nạn nhân cho chính cái sự tham lam một cách vô tội vạ đó. Quay trở lại, tải sách về rồi đọc cái gì trong đó. Đa số các bạn học thuật ngữ hay trăn trở là quá nhiều môn học trên trường đang xen. Nếu mà dành nhiều thời gian để học thuật ngữ thì nó lại ảnh hưởng đến thời gian học trên trường. Thành ra là cứ lùi lịch lại và trì hoãn liên tục. Cho nên ở đây mình sẽ định hướng mục tiêu cho các bạn đang học quá nhiều môn khác mà có mong muốn để cải thiện thuật ngữ thì các bạn chỉ cần tập trung vào hai vấn đề trong sách giúp mình. Vấn đề thứ nhất là thuật ngữ giải phẫu, là những cái từ mô tả cấu trúc giải phẫu ở trên các cái hình á. Vấn đề thứ hai là tiền tố và hậu tố, là những cái cụm từ trong bảng. Còn học được bao nhiêu từ trong cái bảng đó thì nó tùy vào mỗi người, tức là tùy vào quỹ thời gian của mỗi người. Bạn nào mà học được full time thì có khả năng là tham khảo hết thì càng tốt. Tuy nhiên là rất là ít trong trường hợp này. Bước thứ hai là song song đó các bạn sẽ lựa chọn một cái quyển textbook ở cái môn mà bạn thích. Ví dụ như cá nhân mình thích hóa sinh hoặc sinh lý chẳng hạn thì mình sẽ lựa chọn quyển hóa sinh hay là sinh lý nào đó đơn giản ngắn gọn để đọc luyện tập. Thì cái này các bạn có thể hỏi tham khảo ý kiến của những người đi trước. Ví dụ như quyển BRS chẳng hạn. Lưu ý nha, bước 1 thì phải kèm với bước 2. Chứ mà học thuật ngữ chay thì nó chán vô cùng. Học thì phải áp dụng thì nó mới có lý do để ngồi vào bàn học. Bước thứ 3 là luyện tập mỗi ngày. Đây là cái chìa khóa luôn. Mỗi ngày các bạn có thể dành ra 30 phút đến 60 phút tùy vào cái quỹ thời gian của mỗi người. Tuy nhiên phải đảm bảo được là đều đặn mỗi ngày thì nó mới có hiệu quả được. Một ngày, hai ngày, ba ngày hay thậm chí là một tuần mà đòi hỏi quá nhiều thì không có ăn thua.
Cứ kiên trì luyện tập đều đặn rồi từ từ các bạn sẽ thấy được cái thành quả. Không có cái gì mà không phải trả giá đâu các bạn. Quan trọng là các bạn phải xác định được đúng cái mức giá phải bỏ ra để đổi lại cái kỹ năng này. Chứ không phải là ngồi đó tưởng tượng hay là nghĩ mình quá thông minh mà muốn tìm cách đốt cháy giai đoạn hay đại loại. Các bạn nên nhớ là cần cù thì bù thông minh nha. Ông có thông minh nhưng mà ông lười, ông không chịu luyện tập thì trí thông minh đó cũng chỉ là lãng phí thôi. Ngược lại nếu như ông không thông minh nhưng mà ông cứ kiên trì, ngày nào cũng luyện tập thì nó sẽ mang lại thành quả. Như mấy ông tập gym ấy, nếu mà chỉ mới tập có một ngày, một tuần hay là tập một tháng mà đòi cơ bắp cuồn cuộn thì chắc là dùng app điện thoại á. Thôi mình xin khép cái audio này lại tại đây. Hy vọng là những cái thông tin mà mình chia sẻ có thể giúp các bạn phần nào đó tháo được cái khúc mắc về vấn đề học Anh văn chuyên ngành. Các bạn có mong muốn mình chia sẻ về vấn đề gì đó thì có thể comment phía bên dưới. Nếu mà trong cái phạm vi khả năng hiểu biết và trải nghiệm bé tí của mình mà có thể chia sẻ được thì mình rất là sẵn lòng chia sẻ để phát triển cái series audio về tâm sự ngành y này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong các cái audio sau.